Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn móc kem kiểu khăn có họa tiết như thế này. Ngoài ra ứng dụng để móc khăn thì cái họa tiết này có thể dùng để móc mũ, móc túi, móc áo. Các bạn cùng xem video hướng dẫn của mình nhé. Loại len mà mình dùng để móc chiếc khăn này đó là len Barbie. Và kim móc mình sử dụng đó là kim số 4. Đầu tiên là mình sẽ móc một dây móc xít có chiều dài là sẽ bằng chiều rộng của chiếc khăn. Ở đây các bạn lưu ý là số mũi mình móc là nó sẽ là số chẵn. Ở đây mình móc khăn cho bé nên mình chỉ móc 20 mũi thôi. Sau khi móc xong dây bín thì chúng ta sẽ móc hàng đầu tiên. Mình sẽ lên 3 mũi móc xít. Sau đó mình móc thêm một mũi móc xít nữa là 4 mũi. Cái chân mũi đầu tiên này mình bỏ qua. Mình sẽ móc vào chân mũi này một mũi móc kép. Tức là khi nãy mình móc 20 mũi bính thì cái chân mũi thứ 20 này mình không móc này. Mình móc vào cái chân mũi thứ 19 này. Tiếp theo mình sẽ lên một mũi bính. Chúng ta cùng bỏ qua một chân này, móc vào chân tiếp theo. Đây, lặp lại như thế. Một mũi bính. Một mũi kép, một mũi bính, một mũi kép cho đến hết hàng. Mình đã móc xong hàng đầu tiên của chiếc khăn. Để bắt đầu hàng thứ hai mình cũng lên 3 mũi bính. Sau đó lên một mũi bính là 4. Chúng ta sẽ quay lại bắt đầu hàng thứ hai. Mình sẽ móc vào cái chân mà có mũi kép này. Bỏ qua chân này. Mình sẽ móc vào đây là 3 mũi kép. Kéo qua một lần. Chúng ta sẽ móc xong 3 mũi mới kéo một lần. Đây, lúc này trên cái kim móc của mình nó sẽ có 4 cái chân như thế này. Sau khi móc như thế này xong rồi mình sẽ kéo qua. Sau đó mình sẽ móc một mũi bính. Chân bên cạnh này chúng ta cũng bỏ qua. Chúng ta sẽ móc vào cái chân có mũi kép này. Một cùng 3 mũi kép như thế này. 1 2 3. Sau đó chúng ta lại kéo qua, móc một mũi bính và lại tiếp tục lặp lại như thế. Kéo qua vào một mũi bính. Chúng ta sẽ lặp lại cho đến hết hàng. Chỉ có riêng cái chân mũi đầu này thì mình sẽ móc mũi kép. Mình sẽ gặp lại các bạn vào cuối hàng này. Sau khi mình đã móc xong một cùm 3 mũi kép và một mũi bính như thế này thì còn cái 4 mũi bính ở cái hàng đầu tiên này mình sẽ móc xuống đây là một mũi kép. Mình sẽ móc xuống cái mũi bính thứ 3 này. Như vậy là mình đã kết thúc xong hàng thứ hai của sản phẩm. Để tiếp tục móc cái khăn này thì chúng ta sẽ lặp lại hàng 1 và hàng 2 như thế này. Cứ thứ tự lặp lại hai hàng thế này. Hàng thứ 3 sẽ giống với hàng số 1. Chúng ta sẽ lên 4 mũi bính. Sau đó quay lại móc vào cái cùng 3 mũi kép này. Chúng ta móc vào đây một mũi móc kép. Sau đó mình lại móc một mũi bính và một mũi kép xuống cái cụm này. Đây, một mũi bính
một mũi kép. Chúng ta sẽ lặp lại như thế cho đến hết hàng. Đây là mình đã hoàn thành xong hàng thứ ba. Hàng thứ tư thì chúng ta sẽ lại móc xong hàng thứ hai. Chúng ta sẽ móc lên 4 mũi bính. Sau đó móc xuống trên mũi kép này là một chiếc cùng 3 mũi kép như thế này. 3 mũi kép kéo qua cùng nhau đấy. Sau đó lại móc một mũi bính và lại lặp lại cùng này như thế. Các bạn cứ lặp lại hàng thứ nhất và hàng thứ hai cho đến khi nào đủ độ dài chiếc khăn của các bạn. Các bạn cứ lặp lại như thế nhé. Đây là chiếc khăn của mình sau khi hoàn thành. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video của mình. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.